Xin chào, quay trở lại với kênh của mình Bảo Hân. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến với cái bài mà chúng ta sẽ tạo xoáy, tạo hoa từ xoáy hoa cao cấp của mình Bảo Hân nhé. Thì hôm trước mình đã làm một cái video rồi, các bạn có thể xem lại ở dưới. Bên cạnh cái video trước của video này, đó là mình sẽ dạy các bạn, đã dạy các bạn tạo ra cái bông hoa hồng, bông hoa mà xoáy bình thường cứ thấy mình xoáy luôn đấy, mình đã tạo ra cái bông này rồi đúng không ạ? Và cái cách nhuộm màu trong hoa để làm sao lên nhiều màu khác nhau, thì video trước mình đã chia sẻ rồi các bạn nhé. Đó sẽ thành cái màu như thế này. Lý do tại làm sao các bạn sẽ xem lại cái video mà mình hướng dẫn các bạn. Tôi bản nhất đầu tiên đấy. Thì còn hôm nay thì mình sẽ tạo khối cho các bạn. Các bạn ở đây bạn thấy con dao xoáy của chúng ta có hai khối này. Cái khối này là khối để tạo khối này. Và cái này nó là cái con thần dao để mình xoáy đúng không ạ? Thế thì với mọi người thì nếu như mọi người không mua combo thì mọi người sẽ dùng riêng cái xoáy ấy, thì mọi người sẽ dùng cái xoáy này nhá, một cái khối này. Thế nhưng ai mà mua combo của nhà mẹ bạn rồi thì các bạn sẽ có một dụng cụ để các bạn giúp bạn rất là nhanh, đó chính là cái bộ móc tỉa hai đầu này các bạn nhá. Và bộ móc tỉa hai đầu này thì nó rất hữu ích, mình nói rồi, mình không phải tự dưng mà mình đưa cái móc tỉa hai đầu vào trong cái bộ combo đặc biệt. Và cái móc tỉa hai đầu này nó là dùng để tỉa thú, trong bộ tỉa thú mình đặt riêng để về combo của nhà mình. Và mình sẽ có những bài hướng dẫn chi tiết cho các bạn để sử dụng được nó để hiệu quả nhất. Hôm nay thì đây mình sẽ chia sẻ lại hôm trước mình đã chia sẻ rồi, đó là cái cách để chúng ta nguyên bộ giống như thế này là chúng ta đã có thể là xoáy trong hoa rồi đấy, bạn nhìn này. Mình lại một chút nhá. Các bạn nhìn này. Đó. Các bạn nhớ cho mình là cà rốt phải tươi càng tươi càng tốt, cùng với đó là cái củ cà rốt phải đúng khối của cái xoáy hoa, vừa khối thì các bạn chỉnh các bạn mới có thể tạo ra được cái cánh hoa. Còn khi chỉ cần chúng ta cà rốt chúng ta héo thì nguyên liệu chúng ta bị héo thì chúng ta sẽ rất khó làm. Và đây các bạn nhìn thấy là đây là trên nó to lên hết khối thì nó sẽ bị đứt gãy rất là nhiều. Thế nhưng đứt gãy thì sao hết, mình đã hướng dẫn ở cái bài trước rồi, đứt gãy là các bạn sẽ phải cho nó vào bên trong thì chúng ta sẽ vẫn còn cái thực phẩm của mình đúng không ạ? Mình sẽ để ra đây nhá, và lát nữa thì mình sẽ trang trí cái bông này. Và đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm khối này. Ở đây các bạn có một cà rốt như này đúng không ạ? Thì nếu như các bạn không có cái móc hay đầu này nhá thì các bạn tạo khối bằng chính cái này này, con dao này này, bạn tạo cái từ đây xuống. Đó, nó ra được khối hoa rồi. Lần được như này. Các bạn thấy. Chúng ta ra được cái khối nhá. Thế nhưng nếu như các bạn có cái móc này thì làm nhanh hơn và cái khối của nó sẽ sáng, nó sẽ rõ hơn. Đây các bạn dùng này. Đây đây. Đó, bình thường ngày xưa ấy là chúng ta sẽ phải làm dao đúng không ạ? Làm dao để ra cái khối rõ như này. Nhưng bây giờ chúng ta không cần dao nữa, chúng ta chỉ cần cái móc này thôi. Để các bạn làm hoa chuốt để các bạn có cái móc này các bạn làm rất nhanh. Các bạn tỉa hoa chuốt rất là nhanh. Đó. Mình thêm các cái đường này để nó tí nữa hoa chúng ta nó sẽ nhiều cái phần cánh xoáy hơn thôi. Đấy các bạn nhá. Chúng ta tạo khối như thế bắt đầu chúng ta thì xoáy thì ra được cái mẫu hoa khác hơn một chút. Ở đây cái phần này đầu tiên các bạn cắt đi cho mình một ít này để nó vừa vào đúng cái xoáy hoa nhé, nhớ là cắt một chút xíu ấy. Đó, như cái nó cũng chỉ đúng không nào, nó cầm chắc này xoáy cho mình nhá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ra đấy một cái loại hoa khác mà nó nhiều lớp cánh hơn. Các bạn mua combo của nhà mình mà cái lớp kiến phí cái video của mình, các bạn chỉ có xem những video dài như này á, nó sẽ chi tiết thì các bạn có thể làm được. Và những các cái kỹ thuật khó hay là những cái mẹo thì chỉ có khi là mình làm video dài mình mới chia sẻ cho các bạn thôi. Ví dụ ngắn thì không kịp nói bạn. Nhớ nhá, cái con dao này nó bị bùn này, cho cái video tôi viết vào, tháo cái này ra, xong là mài được bình thường nhá. Các bạn nhớ như thế nhá, đừng bỏ nó đi phí. Và một điều rất rất quan trọng, đây những video dài mình mới nói được, những video dài mình mới nói được. Đó là các bạn làm xong thì các bạn phải rửa sạch xong thì dùng cái giấy ăn này, lau khô nhá. Nên nó không có sạch trong không, bởi vì các cái nước của cái củ quả này thì các bạn có mua cái bộ đắt tiền hàng triệu vài triệu mà các bạn không làm sạch ấy, thì nó vẫn dỉ thôi. Thế nên nhiều bạn cứ hỏi mình là thế sao Trung Quốc thì có gì không? Rồi thì làm thế nào để xong gì? Cái quan trọng nhất để xong gì là các bạn phải để sạch sẽ. Sau khi mình làm xong các bạn nhá, mình làm xong mình phải rửa sạch, sau đó mình làm sạch hết này, các bạn nhìn này, nó sẽ có những cái phần như thế này này, các bạn phải vệ sinh nó sạch. Mình cho vào cái vòi nước này, mình xả nó ra, xong mình lấy cái đầu con dao này này, để sạch nó ra nhá. Rồi lau khô nó đi. Thì đến lần sau mình sử dụng nó mới không bị gì nhá các bạn nhá. Chứ nhiều bạn cứ bảo là sao nhanh gì nhanh gì là do cái cách của mình sử dụng thôi, đúng không ạ? Đây nhá, mình sẽ này hướng dẫn các bạn làm. Tiếp bông hoa này, bao giờ cũng thế. Với cái bông hoa này các bạn phải cần làm cho mình cái đế. Cái đế này thì mình có nhắc ở những buổi trước rồi, đó là các bạn có thể sử dụng là bằng các loại củ quả, kể cả là cà rốt được, các bạn cà rốt thì nó cứng. Thế cho nên là các bạn hãy dùng là những cái quả như là quả dưa chuột chẳng hạn. Đấy, mình muốn là cái bông hoa của mình nó đẹp, các bạn để rộng ra. Đây, mình dùng cái này, cái đế này nó rộng hơn một chút. Tùy vào cái bông hoa để mình làm đế nhá. Mình muốn nó to thì đế to, nó nhỏ thì nhỏ. Các bạn tạo một cái lớp bên ngoài trước để mình bẻ nó ra. Đây. Như vậy thì bông hoa của các bạn nó sẽ to hơn nhá. Vuốt vuốt đi một chút này, bẻ nó ra. Đó. Chưa? Bây giờ mình quấn này. Quấn bên trong mình quấn lại với nhau nhá. Thì các bạn quấn vào, các bạn đặt vào thôi là xong. Có nhiều bạn là mình muốn bông hoa to, mình ngược ngược nó lại một chút như này này. Thì bông hoa của mình nó to hơn này. Đó. Sau đó các bạn đặt vào đây nhá. Đấy, và bây giờ mình chỉnh tiếp. Chỉnh cho nó rộng ra này. Đó, thấy chưa? Bên trong mình sẽ cho một đường nó vào trong này. Bên trong nó rộng thì mình sẽ cho thêm vào. Đó, đây là bông của chúng ta cơ bản là xong rồi. Các bạn muốn cái nhụy hoa nó màu khác thì mình sẽ cho màu khác vào nhé. Đây mình sẽ cho nhụy là củ cải nhé. Củ cải thì ở đây mình có ngâm với này quả thanh long. Đây, ngâm với thanh long. Mình dùng củ cải ngâm thanh long và mình cho tạo thành một cái màu hồng. Các bạn cũng có thể là dùng màu khác, như là màu vàng thì mình dùng của nghệ chẳng hạn. Hơi to quá, thay nhỏ đi làm tí này vừa. Là vì nó là phần mỹ, các bạn cắt ngắn nó đi làm tí. Đó, mình sẽ tạo hình như này. Cho một chút màu trắng đi, cho nó nổi bật. Đó, vậy là chúng ta xong rồi. Bạn không biết tỉa hoa cũng có thể làm hoa với cái dụng cụ này đúng không ạ? Và nhưng mà vẫn có kỹ thuật của nó và các bạn phải tuân theo kỹ thuật của nó các bạn nhé. Đó, chúc bạn thành công và hẹn gặp lại video tiếp theo. À, đây là có một cái bông như này, mình sẽ làm luôn này để cho mọi người dễ nhìn ra này.
kéo cao lên này cho mọi người xem đó. Những video như thế này thì nó sẽ hơi lăng mạng, nhiều khi bạn nào mà xem lại thì sẽ cảm thấy khó chịu. Đây là cái mà mình không cần tạo xoáy nhá, mình sẽ quận một vòng vào bên trong, tận dụng hết cái phần bên mà mình tiểu, mình xoáy nó vẫn bị rơi xuống ra, mình tận dụng hết các bạn. Nếu như các bạn chỉ đặt không như thế này thì bông hoa nó không xòe, đúng không? Các bạn nhìn nó không xòe đúng không? Vậy cho nên là mình hãy đặt những phần này trước này để cho bông hoa của mình nó xòe này. Đặt thì các bạn đắp xuống như này, đấy, đắp xuống như này thì lát bông hoa của các bạn nó sẽ xòe cánh ra ở bên dưới đẹp hơn nhé. Cái gì cũng có cái kinh nghiệm của nó, mọi người làm mọi người để ý một tí thôi là sẽ đẹp hơn thôi. Nhiều người có thể xem là cái bông nó không to, đây nó không to là vì như thế tạo. Khi mà các bạn học tỉa thì các bạn mình cũng dạy rất kỹ rồi, làm thế nào để cho bông hoa nó xòe ra, các bạn mình phải nhìn khối của nó. Cái này thì mình cứ làm rồi mình tự rút ra thôi, đấy các bạn thấy không? Để như này nhá, xong rồi mình đặt cái này lên, đó, thấy không? Mình đặt này lên, thì cái bông hoa của mình sau nó sẽ to và nó xòe hơn rất là nhiều. Nếu các bạn không đặt như thế nhá thì cái bông hoa mình ra đây nó sẽ không xòe to ra, đúng không? Đây mình đặt vào bên trong, càng vào bên trong thì các bạn cắt ngắn bớt nó đi, bởi vì các bạn không cắt ngắn bớt nó là nó sẽ là hơi hơi dài. Đấy. Nhiều khi là mình muốn cái bông hoa nó dày lên, các bạn biết là không? Những cái phần nhỏ này mình trong riêng ra hai bên, đấy, là xíu này hôm nay mình sẽ chia sẻ hết nhá. Đây, đấy, thì bông hoa của mình sẽ to hơn sang hai bên rất là nhiều. Nhiều khi các bạn nhìn bông hoa của mình, các bạn tại sao bông hoa của chị Kim nó to thế? Mà sao bông hoa nó không to? Đây, nó to là vì như này nhá. Đấy, cái phần nhỏ xíu của mình hôm nay mình làm nó bị gãy, là mình cho ra như thế này. Thì các bạn sẽ không bị là nó bông hoa nó bị ngắn nữa nha, nó nhỏ nha. Đây mình cho vào giữa này. Còn như nào khi trang trí thì mình không bỏ đi cái gì đâu, những cái phần gãy này để ra như thế này hết. Đấy, các bạn thấy không, nó sẽ tăng ra. Thì mày quay mày đang lỗi máy, mày đang điện thoại nó không được, không nhớ. Đó, các bạn cứ thêm cánh ra thôi, thêm cánh ra cái này. Thì các bạn thấy mình muốn lấy thì mình nhấc cao này, tí quay mình nhấc xuống rồi, mình nhấc lên tí. Đấy, nó căn đều rồi, ok đúng không? Và mình muốn cái vị nó màu khác thì một số xíu thì mình có thể thay thế cái vị đi. Ở đây thì mình dùng một chút là màu xanh nhá, để cho nó khác đi một tí. Màu xanh thì mình dùng bằng cái nguyên liệu của mình là cái quả dưa chuột đó. Vậy hôm nay của mình có một chút màu xanh đó, dễ dàng đơn giản, bạn nào có thể làm được đúng không? Nhưng chúng ta cần một kỹ thuật đúng không nào? Đó, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình và mua sản phẩm thì các bạn nhớ nhé. Của mình có các loại combo, các loại dao từ cao cấp tầm trung trung thôi, chứ mình cũng không bán hàng dòng dao Việt Nam đâu. Thì sắp tới mình sẽ đưa ra một loạt những dao cao cấp một chút, còn bình thường thì sẽ có lớp cơ bản này. Thì là dao cơ bản nhất, đơn giản nhất các bạn nhé. Thì các bạn để ý và các bạn mua thì các bạn nhớ là mua trên cái trang fanpage Tiếng Hoa Nghệ Thuật hoặc là trang fanpage Mẹ Bảo Hân. Hai cái trang đấy các bạn đều có thể mua hàng. Còn nếu không thì các bạn có thể là nhắn tin qua cái Zalo số 0977695972. Thì còn hiện hoặc là các bạn vào cái trang web mẹbảohan.com đấy, rất nhiều cái chỗ các bạn mua hàng. Nhưng mà lưu ý, tất cả các đơn hàng bên mình thì mình yêu cầu nhân viên nhà mình là phải chụp hóa đơn cho bạn. Bạn mua cái gì sẽ chụp hóa đơn cho bạn và duyệt đúng hóa đơn đấy thì lúc đấy mới là đơn hàng nhà mình nhá. Thì cho nên là bạn nào mà không được duyệt hóa đơn này hoặc là không phải là bên nhà mình bán thì các bạn lưu ý, không phải mình lại bị nhầm nhé các bạn nhé.